nhà sông khởi sông khởi sơ lấy sơ tù nó nhà sông ra chợ phao thế chạy trên lầu thế chạy bị chọn giao thế nhà sông sơ lấy sơ tù đi nè để nói chuyện nếu như của cháu có từ đó của nhà món bác khử xăm trong ít thức phong nhau sáng mì cà nó cho nó chỉ cho tụi phong nhau sáng mì cà mì tặng á họ ăn hai nhau tụi nó chỉ như họ trừ thế thì họ ăn hai nhau tụi nó chỉ ít khó nhau cho họ nhau cậu khu cho nó nếu muốn đi khu chỉ của nhà món lọc khử rồi giống mấy dạng lúc nó nói em sợ lắm mất sao mà nó thích xin đi xỉ nè cho nó chỉ cho xỉ đó thì như thế là xin đi xỉ á mất khử gọi giống đi nè thì xa bánh nó như thế là chuyện đi xị thì giờ nó ra từ dưới thì cho nó nào rồi xong giờ nó ra thấy bọn nó làm tỉ chỉ mới nói là nó làm tỉ để rong khử ra rong thì như thế là chuyện sẽ hại em cho tỉ lo là vô kỳ lo là thế em mua tàu nhẹ nó chỉ lên từ lò chỉ ho lò chỉ chậu sấy của thì giờ cô tự nó theo họ ba lần nhà đi tế nó phụ của nó chị lọ chị lần cho cuộc khử bao kia nó người trong có cơ này không thế thu chị là cô phú dù ra xỉ theo thế thu chị là chị phú nè thì chị sau lại chị là cô giờ chờ đợi tao sắp tới thì chị xuống nó xuống mới chờ đợi chị sắp tới tụi mày đi tao nó hỏi chờ đúng không chị thì giờ muốn ông được rồi nhưng lên tới sáu tao chị sao sẽ đấy nào comment họ cá của tôi YouTube họ cá nói chung mà nó tên nên nên nhớ cái từ của mà Lisa nên nè rồi nhớ lúc tết chờ từ là cũng như sao tao tan cho nè à chủ nhớ ác thế nên à để nó cho nó chỉ nên nhớ cho mẹ ó cho mẹ chị à auto rồi auto mà chị khởi xong công rồi cho mẹ nó chỉ auto của khởi tốt tốt ta họ cho lo mà chị auto mà chị khởi chỉ ta nè nhớ khởi bị lúa hỏi học khởi bị nó nhớ khởi chít ta lắm chị cho lo nó chị nếu muốn nằm đi họ cho mẹ mẹ nó chị nếu muốn nằm đi cho nó cho mẹ giờ chị những chị mẹ một cái chị lo một cái những chị là rõ là nhau này nào nhưng giờ ông gọi chị do lo chị do mẹ để chị cho nó ít nhớ sống rồi họ còn lo lo họ những chị lo một cái thế nào thế tôi là thiên long sư thì chị cho em là nhà cho cô long nó chỉ sẽ cho long sư cho cô long mình sẽ sống luôn luôn đó chị cũng là mới thì nãy giờ lại đó